Hôm nay tại trụ sở Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương trao quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, chỉ định đồng chí Dương Văn An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2020-2025. Thay mặt Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã trao quyết định chúc mừng đồng chí Dương Văn An, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhận trọng trách mới. Trưởng ban Tổ chức Trung ương mong muốn đồng chí Dương Văn An nhanh chóng nắm bắt tình hình tại tỉnh, tiếp tục phát huy kinh nghiệm, năng lực, tập trung giải quyết những khó khăn tồn tại, cùng với Ban chấp hành, Ban thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đoàn kết, phấn đấu lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đồng chí Dương Văn An sinh năm 1971, quê ở xã Phú Hồ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế, trình độ cử nhân lý luận chính trị, tiến sĩ kinh tế học. Từ tháng 1 năm 2012 đến tháng 3 năm 2014 là Bí thư Trung ương Đoàn, Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam. Từ tháng 3 năm 2014 đến tháng 10 năm 2020, đồng chí là Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận, đại biểu Quốc hội khóa 15 và Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận.